Kính chào quý vị khán giả, Thiên Phước và Kim Quý rất vui khi được gặp lại quý vị trong chương trình 24 giờ chuyển động của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Hôm nay chúng tôi tiếp tục chia sẻ những thông tin mới, nóng, hấp dẫn và thiết thực về nhiều mặt của đời sống xã hội dân sinh trong 24 giờ qua. Sau đây là những thông tin nổi bật sẽ có trong chương trình. Thanh Hóa tạm giữ 7 đối tượng đánh hội đồng trưởng công an xã. An Giang chạy vào đường cấm còn rút dao dọa cảnh sát giao thông. Chuyên mục nóng trên mặt báo, tranh cãi về đề xuất thu phí chia tay 3-5 đô la Mỹ. Những ổ voi khổng lồ trên đoạn đường nguy hiểm nhất Việt Nam. Toát mồ hôi giải cứu mèo ngồi vắt vẻo trên cục điện. Mở đầu chương trình như thường lệ là những thông tin đáng chú ý mà chương trình cập nhật liên quan đến tình hình an ninh trật tự trong 24 giờ qua. Thưa quý vị, hiện nay thì tình hình tội phạm chống đối tấn công người thi hành công vụ diễn ra ngày càng phổ biến. Hầu hết những đối tượng này có hành vi hết sức côn đồ và manh động. Chương trình xin được chuyển tới quý vị hai vụ việc vừa xảy ra trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và An Giang, bắt giữ nhiều đối tượng có hành vi tấn công người thi hành công vụ. Những đối tượng này đã dùng dao kiếm tấn công, gây thương tích cho các đồng chí công an và rút dao đe dọa lực lượng cảnh sát giao thông khi chạy vào đường cấm. Trước đó, ngày 7 tháng 6, anh Đỗ Duy Tám, trưởng công an xã Thiệu Tân, huyện Thiệu Hóa, nhận được tin báo xảy ra vụ xô xát đánh nhau giữa một nhóm người ở xã Thiệu Khánh, thành phố Thanh Hóa, với cháu anh là Hà Hữu Chính. Sau khi nhận được tin báo, thì anh Đỗ Duy Tám cùng các thành viên tổ an ninh trật tự đến hiện trường giải quyết vụ ẩu đả. Tại hiện trường, tổ công tác đã phát hiện có 3 thanh niên đang đánh và gây thương tích cho anh Hà Hữu Chính, nên đã tiến hành khống chế một đối tượng và yêu cầu về trụ sở công an xã để làm rõ, nhưng người này không chấp hành. Khoảng 5 phút sau, có một tốp thanh niên khoảng hơn 10 người đi trên 6 xe máy mang theo dao kiếm, ống tiếp nước, tấn công gây thương tích cho tổ an ninh trật tự. Sau khi sự việc xảy ra, công an huyện Thiệu Hóa đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh làm rõ vụ việc. Đến ngày 9 tháng 6, 13 đối tượng liên quan đến vụ án này đã đến cơ quan công an đầu thú. Trước đó, tại An Giang, đồng chí Nguyễn Thanh Sĩ là cán bộ công an phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc, phối hợp cùng lực lượng chức năng tổ chức tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Khi đến khu vực chợ Châu Đốc thì phát hiện Nguyễn Phong Túc điều khiển xe máy chở vợ phía sau đi vào đường cấm. Anh Sĩ ra hiệu lệnh dừng phương tiện kiểm tra. Qua kiểm tra, Túc không xuất trình được giấy phép lái xe. Khi được tổ công tác cho biết sẽ lập biên bản tạm giữ phương tiện, Túc không đồng ý và dùng những lời lẽ xúc phạm đến các thành viên trong tổ công tác. Sau đó, Túc liền lấy 2 con dao Thái Lan thách thức đe dọa tổ công tác rồi kêu vợ lấy xe chạy đi. Túc cầm dao theo sau nhưng không cho ai tới gần. Khi Túc vừa lên xe thì bị anh Sĩ cùng tổ công tác khống chế và đưa về trụ sở công an phường làm việc. Được biết, Túc là đối tượng từng có 2 tiền án về các tội tàn trữ trái phép chất ma túy và cố ý gây thương tích. Và tiếp tục chương trình với một thông tin về vận chuyển hàng lậu. Thưa quý vị, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia cho biết vừa phối hợp với các đơn vị chức năng thành phố Hồ Chí Minh tiến hành khám xét 18 kho chứa hàng trên địa bàn quận 6, chứa một lượng lớn hàng hóa có dấu hiệu vi phạm quy định của pháp luật. Sau đây là thông tin chi tiết. 18 kho hàng của các tổ chức cá nhân vừa bị kiểm tra nằm tại địa chỉ 621 Phạm Văn Chí, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Qua kiểm tra hàng hóa và đối chiếu với các hóa đơn chứng từ, cơ quan chức năng xác định có gần 2 triệu sản phẩm đồ gia dụng chén bát có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam, hơn 1,5 tấn bao bì không có hóa đơn chứng từ, 800 sản phẩm đồ chơi trẻ em như súng, gươm thuộc danh mục cấm kinh doanh. Lực lượng chức năng còn phát hiện nhiều hàng hóa không niêm yết giá theo quy định, kinh doanh không đúng địa điểm trong giấy đăng ký kinh doanh. Xác định vụ việc có tính chất phức tạp với khối lượng hàng hóa lớn, hiện các lực lượng chức năng đang tiếp tục kiểm đếm, phân loại, phối hợp với nhiều cơ quan để xác định sai phạm của các tổ chức cá nhân. Thưa quý vị, khi thảo luận tại hội trường về luật xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam, đại biểu Quốc hội Nguyễn Quốc Hưng, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch đã đề xuất Việt Nam nên học một số nước, đó là quy định mỗi người khi ra nước ngoài thì nên đóng góp khoản tiền là từ 3-5 đô la Mỹ, gọi là phí chia tay. Và đề xuất phí chia tay này ngay lập tức đã làm dư luận dậy sóng cả từ trong hội trường quốc hội cho đến cộng đồng trên mạng và trên các mặt báo hai ngày nay. Chúng ta hãy cùng nhìn lại những lý do nào đã khiến cho đại biểu Nguyễn Quốc Hưng đề xuất loại phí chia tay rất đặc biệt này. Ông Nguyễn Quốc Hưng cho biết dựa trên cơ sở nhiều nước trên thế giới đã áp dụng loại phí này đối với công dân nước mình khi đi ra nước ngoài, nên ông đề xuất Việt Nam thực hiện theo.
Vị đại biểu Quốc hội này nêu ví dụ, năm 2018, Quốc hội Nhật Bản đã ban hành đạo luật mỗi công dân Nhật ra nước ngoài phải đóng một loại phí gọi là phí chia tay, khoảng 9,3 đô la Mỹ. Và phí này người ta dùng để hoàn thiện việc xuất nhập cảnh cho công dân được tốt hơn, cũng như xây dựng hạ tầng giao thông, du lịch ở một số vùng còn khó khăn. Từ đó, ông Hưng đề xuất Việt Nam thu phí chia tay khi công dân xuất cảnh ra nước ngoài với khoảng từ 3 đến 5 đô la Mỹ cho một người một lần xuất cảnh. Theo nguyên phó tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, số tiền này sẽ trích một phần để các cơ quan ngoại giao dùng để có kinh phí bảo hộ công dân Việt Nam, hỗ trợ công dân Việt Nam khi ra nước ngoài gặp khó khăn. Một phần khác để đầu tư nâng cấp máy móc kỹ thuật cũng như các hạng mục khác để đảm bảo cho việc công dân xuất cảnh được tốt hơn, chu đáo hơn, thân thiện hơn. Các chiến sĩ khi công dân xuất cảnh thì tươi cười vui vẻ, ân cần hơn đối với công dân. Chỉ sau vài giờ đăng tải trên các mặt báo, hàng trăm ý kiến của bạn đọc và cộng đồng mạng đã gửi đến tranh luận về vấn đề này. Hầu hết đều không đồng tình với ý kiến của đại biểu Nguyễn Quốc Hưng. Bạn đọc TL cho rằng lập luận của đại biểu Hưng về vấn đề này thiếu thuyết phục. Người dân đã đóng thuế là để bộ máy chính quyền phục vụ, tại sao phải thu thêm phí này để vui vẻ, tươi cười? Bao nhiêu chuyện tốt đẹp của nước ngoài tại sao không học, không so sánh, cứ đi học thu phí so sánh để nâng giá? Nhiều bạn đọc cũng đặt ngược lại vấn đề có chắc là thu phí thì nhân viên hải quan sẽ tươi cười không? Bạn đọc Tuấn Thành chất vấn, không có phí này thì họ không tươi cười, không vui vẻ, không ân cần hả? Bạn đọc Đạt Vũ bình luận rằng, tôi đề nghị hãy làm sao cho thu nhập của người dân Việt Nam bằng thu nhập của Nhật rồi hãng tính tới chuyện thu như họ. Đồng tình với ý kiến này, bạn đọc Phạm Khanh cho rằng, đừng so sánh Việt Nam và các nước khác một cách chung chung, mà hãy so sánh cách làm việc, cách phục vụ của nước khác và Việt Nam trước rồi mới tính đến việc thu phí. Làm tốt, phục vụ tốt, dần có đóng gấp vài lần cũng chẳng ai ý kiến. Đó là ý kiến chung của dư luận xã hội. Vậy thì các chuyên gia, các nhà quản lý ở trong ngành du lịch có nói gì về đề xuất này không, anh Thiên Phước nhỉ? Tất nhiên là có, và Thiên Phước không ngờ là nhiều người trong ngành du lịch Việt Nam cũng mạnh mẽ phản đối về đề xuất phí chia tay này, thưa quý vị. Trước đề xuất thu phí chia tay từ 3 đến 5 đô la Mỹ, ông Nguyễn Công Hoàng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Hà Nội Red Tour cho rằng, thật khó hiểu khi đại biểu Quốc hội đưa ra đề xuất này. Vấn đề ở đây, người Việt Nam đi nước ngoài lại phải trả phí đầu tư quảng bá, phát triển du lịch trong nước để thu hút khách nước ngoài và Việt Nam. Trong khi lẽ ra khoản thu này phải thu khách nước ngoài và Việt Nam mới đúng. Đây không khác gì việc đặt BOT nhầm chỗ, người ta đi đường này, ông lại thu phí đi đường khác. Ông Hoàng Hậu Dương, Giám đốc Công ty Du lịch Đại lục Việt Nam chia sẻ, không thể lấy dẫn chứng nước Nhật để áp với Việt Nam bởi thu nhập bình quân đầu người của Nhật Bản và Việt Nam khác nhau một trời một vực. Một nước ở top đầu, còn của Việt Nam thuộc nước có thu nhập trung bình thấp. Không phải công dân Việt Nam nào ra nước ngoài cũng để đi du lịch và đều là những người có tiền. Thưa quý vị, cái gì tốt hơn cho dân thì hãy làm. Đó là ý kiến mà đại biểu Quốc hội Nguyễn Tiến Sinh của tỉnh Hòa Bình đã nêu khi đề cập đến đề xuất phí chia tay. Ông đặt ra câu hỏi như thế này. Liệu rằng khoản này có quan trọng đến mức nếu không có khoản này thì không thúc đẩy được hoạt động du lịch hay không cải thiện được điều kiện thủ tục xuất nhập cảnh cho người dân tốt hơn hay không? Dạ vâng, thưa quý vị, có thể đề xuất khoản phí chỉ 3 đến 5 đô la Mỹ là không lớn đối với không ít người có điều kiện và khả năng đi du lịch như hiện nay. Nhưng mà với những khoản phí đặt ra như vậy có thể gây phản cảm và bức xúc đối với người dân. Nếu muốn đặt ra khoản phí như vậy thì cũng phải đánh giá thật là kỹ, tác động, tính hợp lý và cần thiết thì mới tạo được sự đồng thuận trong người dân. Tiếp tục chương trình 24 giờ chuyển động hôm nay, xin mời quý vị khán giả cùng đến với những thông tin về đời sống văn hóa xã hội dân sinh đáng chú ý với chuyên mục Đông Tây chuyển động. Thưa quý vị, những ngày vừa qua, trên quốc lộ 17B đoạn qua xã Hồng Phong, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng đã xuất hiện rất nhiều ổ voi, ổ gà, gây ra nhiều vụ tai nạn vô cùng đáng tiếc cho người tham gia giao thông. Theo thông tin từ Công an huyện An Dương, thì từ tháng 5 năm 2018 đến nay đã có 2 vụ tai nạn khiến cho 1 người chết, 2 người bị thương xảy ra tại đoạn đường này. Tuy nhiên, người dân ở đây phản ánh rằng số vụ va chạm tự ngã do đi vào ổ gà ổ voi còn nhiều hơn thế. Khắp nơi là ổ gà, có những ổ gà to quá thì phải gọi là ổ voi. Nhiều tài xế xe có trọng tải lớn chỉ chạy tối đa 40 km/h mà còn căng thẳng. Cũng vì đường xấu mà không ít tai nạn đáng tiếc đã xảy ra. Cháu lại biết rằng cái xe có lúc nó chạy đến 70-80 cái mà lúc nó lối đuôi nhau đây. Cành bàng đây này, cái cành bàng đến như thế này mà nó còn quạ vào đây. Cháu phải nhớ là như thế. Quốc lộ 17B vốn là tỉnh lộ 208 đi qua các xã An Hòa, Hồng Phong, Lê Lợi, Bắc Sơn, An Đồng và thị trấn An Dương thuộc huyện An Dương. Từ năm 2016, tỉnh lộ 208 được chuyển thành quốc lộ 17B. Từ đó đến nay, số lượng xe trọng tải lớn đi qua đây tăng đột biến, chạy rầm rầm cả ngày đêm. Việc cống hàng ngàn lượt xe trọng tải lớn mỗi ngày được cho là nguyên nhân khiến quốc lộ 17B xuống cấp. Điều này đã từng được phản ánh vào tháng 7 năm 2018.
Đến tháng 8 năm 2018, Bộ Giao thông Vận tải cấp kinh phí cho Sở Giao thông Vận tải thành phố Hải Phòng sửa chữa nền, mặt đường và bổ sung hệ thống thoát nước đoạn giáp với tỉnh Hải Dương thuộc xã An Hòa, huyện An Dương đến trạm y tế xã Hồng Phong. Tuy nhiên, đoạn từ trạm y tế xã Hồng Phong đến điểm giao với quốc lộ 10 thì chưa được sửa chữa. Lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải thành phố Hải Phòng sẽ tiến hành vá các ổ gà ổ voi tại đoạn đường này trong những ngày tới. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý về buôn lậu thuốc lá. Thưa quý vị, từ năm 2019, khi thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá nội địa tăng lên 75%, càng khiến các đối tượng buôn lậu bất chấp quy định pháp luật, sử dụng nhiều hình thức tinh vi, manh động hơn để đưa thuốc lá ngoại vào thị trường trong nước, dẫn đến công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ngày càng gặp nhiều khó khăn. Và khu vực biên giới các tỉnh Tây Nam từ lâu nay luôn là điểm nóng về tình hình buôn lậu thuốc lá. Theo nhận định của cơ quan chức năng, so với các tỉnh biên giới phía Bắc, hoạt động buôn bán vận chuyển thuốc lá lậu tại tuyến biên giới Tây Nam như là Long An, Đồng Tháp, An Giang, Tây Ninh có diễn biến phức tạp và tinh vi hơn. Sau đây là ghi nhận của phóng viên chương trình. Không khó để tìm mua thuốc lá lậu tại chợ Châu Đốc, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang, cách biên giới Campuchia không xa. Các loại thuốc lá lậu được bày bán công khai, được chào bán như những mặt hàng bình thường tại chợ. Con này tính con 200, cái này cũng hàng nhập luôn. Cái nào ngon 200 hơn? Luôn, cái nào cũng ngon hết chứ. Cái này cũng 200 luôn. Con Z là 155 thôi, Z ngoài con gói 20. Cách thức buôn lậu chung là hàng được tập kết sát biên giới, chờ thời cơ thuận lợi vận chuyển vào nội địa bằng xuồng, ghe, xe máy, xe khách, ô tô. Trong đó xe máy là phổ biến nhất. Các đối tượng sẽ thay đổi kết cấu của phương tiện để mà nhằm tăng tốc độ và canh chừng các cơ quan chức năng. Lỡ gặp thì các đối tượng sẽ chạy tốc độ rất là cao, bất chấp nguy hiểm cho những người tham gia giao thông. Do bị truy quét gắt gao nên thủ đoạn buôn lậu thuốc lá ngày càng tinh vi hơn. Các đối tượng buôn lậu bằng xe máy chia nhỏ đường dây thành từng tốp theo từng đoạn đường vận chuyển hàng. Còn đối với nhóm buôn lậu bằng ô tô đã chuyển sang dùng ô tô thuê, mướn tài xế và sử dụng biển số giả để tránh bị phát hiện khi tuồn thuốc lá lậu về sâu trong nội địa, nhất là về các đô thị lớn như thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ là nó làm như là cái vòi cũng rất là rộng, Đồng Nai, Bình Dương, Vũng Tàu. Chứ không phải là chỉ là cái tiêu thụ chính là ở ngay chỗ thành phố Hồ Chí Minh không. Qua thực tiễn đấu tranh thì mình thấy rằng rõ ràng là tụi nó có tổ chức, có đường dây. Việc buôn lậu thuốc lá được đánh giá là siêu lợi nhuận, chỉ sau ma túy, nhất là kể từ năm 2019, khi thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá nội địa tăng mạnh, khiến giá thuốc lá tăng trên thị trường. Đây cũng là điều kiện làm thúc đẩy hoạt động buôn lậu thuốc lá gia tăng. Tiếp nối sẽ là một thông tin về lĩnh vực tín dụng. Thưa quý vị, thanh toán điện tử, thanh toán di động sẽ nhanh chóng bùng nổ và phổ cập ở Việt Nam bởi đây là xu hướng tất yếu của thế giới. Và hiện nay, thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam đã có kết quả đáng ghi nhận. Năm 2018, hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng đã xử lý an toàn với giá trị 73 triệu tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2017. Giá trị thanh toán qua thiết bị di động tăng 169,5%. Tỷ lệ người tiêu dùng thanh toán di động tăng từ 37% lên 61%. Thanh toán không tiền mặt ngày càng khẳng định được tính tiện lợi, đồng thời tăng hiệu quả quản lý giám sát của các cơ quan quản lý nhà nước, minh bạch nền kinh tế và các hoạt động thanh toán trong nền kinh tế, cũng như thu nhập cá nhân trong xã hội, góp phần phòng chống tham nhũng, phòng chống rửa tiền và các loại tội phạm kinh tế. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất là thói quen dùng tiền mặt của người dân còn khá phổ biến, hạ tầng và cơ sở dữ liệu còn khó khăn, chưa kể vẫn còn hạn chế về chính sách. Tới đây, cùng với việc thiết kế cơ chế chính sách phù hợp, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục triển khai hoàn thiện hạ tầng thanh toán, mở rộng phủ sóng của thương mại điện tử, cải thiện quy trình thanh toán để khuyến khích người dân sử dụng. Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 7, sân bay Tân Sơn Nhất sẽ dừng phát thanh thông tin chuyến bay nhằm hạn chế tiếng ồn và nâng cao chất lượng phục vụ hành khách trong điều kiện quá tải. Thông tin này vừa được hãng hàng không Vietnam Airlines công bố. Và đây cũng là xu hướng nhiều sân bay hiện đại quốc tế đang áp dụng. Cụ thể, việc dừng phát thanh thông tin chuyến bay sẽ được áp dụng từ ngày 1 tháng 7 đối với nhà ga quốc tế T2 và từ ngày 1 tháng 10 đối với nhà ga nội địa T1. Đơn vị vận hành cho biết, sân bay chỉ duy trì phát thanh thông báo thay đổi cửa khởi hành. Do đó, hành khách cần cập nhật thông tin về chuyến bay bằng cách theo dõi các biển bảng thông tin chỉ dẫn tại sân bay và chủ động có mặt tại cửa khởi hành ít nhất 30 phút trước giờ khởi hành để ra máy bay. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, việc dừng phát thanh thông tin chuyến bay cần phải được tuyên truyền rộng rãi đến người dân. Đồng thời, cần lắp thêm nhiều trang thiết bị thông tin, bảng biểu và cả hướng dẫn viên để hành khách biết và chủ động không để lỡ chuyến bay.
theo là những sự việc câu chuyện kỳ thú xảy ra trên thế giới. Thưa quý vị, Ấn Độ xưa nay luôn là điểm đến hàng đầu của nhiều du khách quan tâm tới văn hóa ẩm thực lịch sử. Giờ đây càng có lý do để mọi người ghé thăm Ấn Độ khi mà tại đây đã xuất hiện một bức tượng đại bàng khổng lồ lớn nhất thế giới được hoàn thành sau 10 năm thi công. Ngoài giá trị nghệ thuật, tác phẩm điêu khắc chim lớn nhất thế giới này còn mang một tầng ý nghĩa nhân văn mà nhiều người không ngờ đến. Sở hữu chiều dài 61m, rộng 46m, cao 21m và diện tích sàn lên tới 1.400m2, tác phẩm Chim đại bàng của nghệ sĩ Rajiv Anjan trong trung tâm khu du lịch Yatayu của Ấn Độ đã trở thành bức tượng chim lớn nhất thế giới hiện nay. Chú chim khổng lồ được xây dựng bằng bê tông, riêng bộ móng được làm bằng thép không rỉ. Từng chi tiết nhỏ nhất như mắt, mỏ hay móng vuốt đều được chế tác kỳ công. Tác phẩm dựa trên truyền thuyết cổ xưa của Ấn Độ kể về một con đại bàng khổng lồ của Ramayana, người đã ngã xuống khi chiến đấu chống lại Ravana để cứu nữ thần Hindu Sita. Bức tượng hùng vĩ này thể hiện sự đau đớn và phẫn nộ của thiên nhiên. Thưa quý vị, giải cứu động vật gặp nạn hay là mắc kẹt luôn mang đến nhiều cảm xúc cho người xem, bởi vì nó luôn thể hiện lòng nhân ái của con người một cách chân thật nhất. Và vụ giải cứu mèo đầy kịch tính xảy ra mới đây ở nước Mỹ là một ví dụ điển hình cho điều đó. Bằng cách nào đó, con mèo rừng này đã ngồi vắt vẻo trên một cột điện cạnh đường cao tốc bang Florida của nước Mỹ. Ngay sau khi phát hiện sự việc này, nguồn điện đã được ngắt để ngăn chặn các sự cố đáng tiếc có thể xảy ra. Ủy ban cuộc sống hoang dã Florida sau đó đã phải cử đội cứu hộ đến giải cứu nó. Các nhân viên cứu hộ dùng dụng cụ tiếp cận với chú mèo rừng, tác động để nó trèo xuống khỏi cột điện. Sau khi bị tác động thì chú mèo rừng đã trèo xuống và bỏ đi. Thưa quý vị, chó luôn được xem là loài động vật trung thành và tình cảm. Không chỉ biết sống tình nghĩa với chủ nhân, chúng còn biết yêu thương và đùm bọc đồng loại. Điều đó có thể thấy rõ qua đoạn clip mà Kim Quý muốn chia sẻ đến quý vị ngay sau đây, ghi lại khoảnh khắc một chú chó hoang đã tự chôn cất người bạn bị tai nạn, khiến cho nhiều người phải mũi lòng xúc động. Đoạn clip được ghi lại tại tỉnh Buriram, phía đông bắc của Thái Lan cho thấy một chú chó đang dùng mũi để lấp lại một hố đất mà bên dưới là xác của một con chó khác đã bị xe cán chết. Trong quá trình lấp đất, chú chó này đã dừng lại ngửi chiếc xác vô hồn của bạn mình như một lời từ biệt trước khi tiếp tục chôn xác chú chó xấu số. Điều đáng chú ý, thay vì dùng chân, chú chó này lại dùng mũi để lấp đất, một hành động mà nhiều người cho rằng để bày tỏ sự tôn trọng với chú chó đã chết. Liên tục chương trình, chuyên mục Cà phê không đường, nhức nhối nạn mua bán sử dụng giấy phép lái xe giả. Bắc Cạn triệu tập 20 đối tượng liên quan vụ phá rừng nghiêm trọng. Bạc Liêu phát hiện 4 tấn chất thải nguy hại đang trên đường tiêu thụ. Chuyên mục chuyện ngày mới, ngôi nhà thứ hai cho trẻ tự kỷ Ninh Bình. Thưa quý vị và các bạn, ngày 17 tháng 5 năm 2019, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương tuyên án bị cáo Nguyễn Thái Dương tổng mức hình phạt là 9 năm tù về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ và tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Đây là vụ án từng gây xôn xao dư luận xảy ra từ tháng 2 năm 2017 khi gây ra hậu quả nghiêm trọng khiến hai bé gái thiệt mạng và tài xế đã sử dụng bằng giả để điều khiển xe khách. Vụ án mới nhất này lần nữa cho thấy tình trạng mua bán sử dụng giấy phép lái xe giả đang là vấn đề gây nhức nhối trong dư luận, bởi đây cũng là một trong những nguyên nhân xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Vậy đâu là giải pháp để ngăn chặn tình trạng này? Câu trả lời sẽ được đề cập trong chuyên mục Cà phê không đường ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Gõ từ khóa học lái xe ô tô bao đậu, học lái xe trên Google. Ngay lập tức có hàng chục trung tâm đào tạo lái xe với những lời quảng cáo hết sức hấp dẫn. Chẳng hạn như cam kết đổ 100%, học lái xe chắc chắn đổ, học phí rẻ, bao đậu 100%. Hay là từ khóa mua bằng lái xe ô tô cũng ra hàng loạt địa chỉ chuyên cung cấp bằng lái xe các loại từ bằng A2, B2 cho đến D, E, đi kèm là những lời báo hành như đinh đóng cột, giống thật 100%. Em lại làm B2 thì có nhanh không? Làm sáng ngày mai có cho chị nhá, giá 3,5 triệu. Bao nhiêu ạ? 3,5 triệu về cái phôi đó, mặt phôi thật từ 100% của sở hoàn thành luôn. Thì có giảm giá được không? 3,5 triệu cao thế. Gần bằng khóa học rồi. Nhá. Tại vì thường là 4 triệu nhưng mà là 3,5 triệu đó, bên em giảm giá. Tình trạng mà người ta quảng cáo ở trên mạng như thế đấy, thì tôi nghĩ là nó cũng phản ánh một cái phần nào đó về cái thực trạng trong cái công tác quản lý của chúng ta còn nhiều cái lỗ hổng mà chúng ta phải tăng cường.
đại diện Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, quy trình quản lý giấy phép lái xe được thực hiện nghiêm ngặt từ khi nhận hồ sơ học lái cho đến khi kết thúc kỳ thi sát hạch, rồi mới chuyển sang danh sách cấp giấy phép lái xe. Tức là hoàn toàn có thể giám sát được và sẽ phát hiện kịp thời giấy phép lái xe giả. Trong thời gian vừa qua thì các cái sở giao thông vận tải tiếp nhận rất nhiều các cái trường hợp mà đến đổi cái giấy phép lái xe. Nhưng khi tra cứu trên dữ liệu thì toàn bộ là cái giấy phép lái xe giả. Giấy phép lái xe thì đã được quản lý từ cái lúc học đến cái lúc sát hạch và có cái cơ sở dữ liệu quản lý của Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Nên là mọi người có thể tra cứu cái dữ liệu đó để mà kịp thời phát hiện cái giấy phép thật, giấy phép giả. Tình trạng mua bán, sử dụng giấy phép lái xe giả thì bao đầu 100% lại tái xuất, đặt ra nhiều vấn đề nghi ngại liên quan đến sự gia tăng số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trong thời gian qua. Một lý do khác của tình trạng này là thời gian gần đây công tác đào tạo sát hạch được siết chặt, khiến các học viên rất khó để nhận được giấy phép lái xe. Vấn đề đặt ra là nếu tăng độ khó lên thì liệu có phải là một cái hình thức kích cầu cho cái việc những sử dụng bằng giả không? Bởi vì quá khó. Tôi nghĩ rằng là cái việc quan trọng là việc thứ nhất là tổ chức thi nghiêm túc, có những hình thức thanh tra, kiểm tra và xử lý thật nặng đối với những cái cơ sở đào tạo mà nếu để xảy ra sai sót, để xảy ra tiêu cực thì đóng cửa. Về giải pháp ngăn chặn giấy phép lái xe giả, Bộ Giao thông Vận tải cho biết trong thời gian tới sẽ tăng cường ứng dụng công nghệ tự động hóa, nhận dạng trong tất cả các khâu đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe. Ngoài ra thì bộ này cũng đang tiến hành việc sửa đổi bộ câu hỏi dùng cho sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, tăng lên 600 câu. Song song với đó là việc chia sẻ kết nối dữ liệu quản lý giấy phép lái xe, dữ liệu quản lý giấy phép lái xe vi phạm giữa Tổng cục Đường bộ Việt Nam và Cục Cảnh sát Giao thông. Và với giải pháp liên thông dữ liệu này thì hứa hẹn giấy phép lái xe giả sẽ không còn cơ hội để vẫy vùng như thời gian vừa qua. Tuy nhiên, dù giải pháp hữu hiệu đến thế nào đi nữa thì quan trọng nhất vẫn là ý thức của mỗi cá nhân chúng ta. Khi điều khiển các phương tiện tham gia giao thông thì mỗi người cần phải nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật bằng việc học thật, thi thật để bảo vệ tính mạng của chính mình và cộng đồng. Liên tục 24 giờ chuyển động hôm nay, mời quý vị cùng theo dõi những cập nhật nóng của chương trình. Công an huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Cạn cho biết là đã triệu tập 20 đối tượng liên quan đến vụ phá rừng nghiêm trọng xảy ra tại các xã Sĩ Bình và Vũ Muộn. Các đối tượng đã chặt hạ 41 cây gỗ nghiến với khối lượng khoảng 100 mét khối gỗ. Trước đó, ngày 4 tháng 6, trên đường liên xã thuộc địa phận xã Vũ Muộn, lực lượng công an huyện Bạch Thông đã mai phục bắt quả tang xe tải biển kiểm soát 97C01565 do Dương Văn Tuệ, sinh năm 1980, là người địa phương điều khiển. Trên xe chở nhiều thanh gỗ nghiến, Tuệ khai nhận mua số gỗ nghiến này từ một đối tượng cùng xã. Mở rộng điều tra, công an huyện Bạch Thông đã triệu tập 20 đối tượng liên quan. Từ lời khai của các đối tượng, lực lượng chức năng đã kiểm tra tại các khu rừng thuộc địa phận xã Sĩ Bình và xã Vũ Muộn, phát hiện 41 cây gỗ nghiến thuộc nhóm 2A đã bị chặt hạ trái phép, tổng khối lượng gỗ khoảng 100 mét khối. Công an huyện Bạch Thông đang khám nghiệm hiện trường, tiếp tục điều tra vụ việc. Thưa quý vị, 4 tấn chất thải nguy hại vừa bị lực lượng cảnh sát môi trường công an tỉnh Bạc Liêu phát hiện và thu giữ khi đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ. Sau đây là thông tin chi tiết. Theo đó, lực lượng cảnh sát môi trường phối hợp với cảnh sát giao thông đường bộ công an tỉnh Bạc Liêu tiến hành dừng và kiểm tra ô tô tải biển kiểm soát 65C09426 do tài xế Phan Hoàng Huy, ngụ thành phố Cần Thơ điều khiển theo hướng Bạc Liêu đi Cần Thơ. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện phương tiện đang vận chuyển gần 4 tấn chất thải gồm dầu động cơ, dầu bôi trơn tổng hợp không có giấy phép xử lý chất thải nguy hại theo quy định pháp luật. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra xử lý. Thưa quý vị, liên quan đến vụ việc 7 bà cháu bị ngạt khí máy phát điện, tối ngày 12 tháng 6, Công an quận Thủ Đức và các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khám nghiệm xong hiện trường tại căn nhà trên đường số 43, phường Hiệp Bình Phước. Trước đó, theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, khoảng 13 giờ ngày 12 tháng 6, ông Lê Văn 12, 65 tuổi, sau khi đi uống cà phê về nhà thì thấy cửa khóa trái. Ông gọi cửa nhiều lần thì một người cháu trai 5 tuổi ra mở cửa nhưng có biểu hiện bất thường. Ông Hai phát hiện vợ mình là bà Trần Thị Phụng, 61 tuổi và 6 người cháu nằm ngất xỉu, có biểu hiện ngạt thở. Vụ việc khiến cho một bé gái tử vong, một bé trai hôn mê trong tình trạng nguy kịch. Còn bà Phụng và 4 em nhỏ khác đã tỉnh táo và sức khỏe dần ổn định. Ông Hai cho biết do gia đình không thanh toán tiền nên bị ngừng cung cấp điện nhiều tháng nay. Mới đây thì ông mượn máy phát điện của gia đình Xu Gia về dùng tạm nên mới xảy ra vụ việc thương tâm như trên.
quý vị, trước tình hình dịch tả heo châu Phi đã xuất hiện tại thành phố Hồ Chí Minh mà 24 giờ chuyển động đã đưa tin trước đó, thì theo thông tin từ báo điện tử VN Express, Ủy ban Nhân dân quận 9 đã lập 2 chốt kiểm dịch trên đường Nguyễn Duy Trinh, phường Phú Hữu sau khi tiêu hủy 163 con heo bị dịch tả châu Phi. Hai chốt kiểm dịch cách hộ chăn nuôi có heo bị bệnh 500m và hơn 2km. Tại đây, lực lượng liên ngành trải hàng chục bao vôi bột trên mặt đường và xịt nước để vôi bám vào các xe chạy qua để khử trùng. Những xe tải nghi là chở gia súc, gia cầm đều được cảnh sát giao thông dừng phun thuốc. Những người trong gia đình chủ hộ có heo nhiễm bệnh bị hạn chế đi khỏi nhà, chỉ lực lượng phun thuốc mới được vào ổ dịch nhưng phải mang bảo hộ, phun tiêu độc khử trùng trước và sau khi làm việc. Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương thứ 55 trong cả nước xuất hiện dịch tả heo châu Phi. Đến nay cả nước đã tiêu hủy hơn 2,3 triệu con heo, thiệt hại ước tính khoảng 3.600 tỷ đồng. Thưa quý vị, tỷ lệ trẻ tự kỷ gia tăng nhanh chóng trong thời gian gần đây. Và quý vị biết không ạ, trẻ tự kỷ không phải không nhận thức được, có những em là ý thức rất là tốt, các em chỉ là khó khăn trong giao tiếp mà thôi. Trẻ tự kỷ hoàn toàn trở thành những đứa trẻ bình thường nếu như được phát hiện giúp đỡ càng sớm càng tốt. Và với mong muốn giúp những đứa trẻ này hòa nhập với cộng đồng, Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập Thiên Thần Nhỏ, thành phố Ninh Bình đã trở thành ngôi nhà thứ hai của trẻ tự kỷ. Nhiều năm qua, từ mái trường này, hàng trăm trẻ mắc chứng tự kỷ tại địa phương đã được can thiệp trị liệu sớm ngay từ những năm đầu đời. Đây cũng là câu chuyện mà chuyên mục Chuyện Ngày Mới xin được chuyển đến quý vị. Mời quý vị cùng theo dõi. Bé Nguyễn Trung Đức được phát hiện bị rối loạn phát triển lan tỏa từ năm lên 2 tuổi. Đức có những biểu hiện như chậm nói, không trả lời, không quay lại khi người lớn gọi tên. Từ khi được gia đình cho đến Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập này, Đức đã biết nói, thậm chí cậu còn nói được nhiều từ ghép. Cháu cũng tiến bộ cũng nhiều, rất là nhiều và tôi cảm thấy rất là vui. Ngoài giờ học ở lớp thì tôi về tôi dạy con thêm, kết hợp với các cô nên là cháu tiến bộ thấy là nhanh. Theo các chuyên gia về chứng tự kỷ, việc phát hiện và can thiệp sớm tích cực cho trẻ có thể giúp cải thiện nhiều về nhận thức, ngôn ngữ, tương tác xã hội, cải thiện hành vi, giúp trẻ sớm hòa nhập. Mỗi trường hợp trẻ tự kỷ đến với trung tâm đều có những biểu hiện, tình trạng rối loạn phát triển khác nhau. Vì vậy, các giáo viên của trung tâm phải nỗ lực hết sức để giúp trẻ cải thiện tình hình. Sau một thời gian là làm quen với các bạn và hiểu được trẻ thì mình quyết tâm là mình sẽ theo các bạn ý và mong rằng là sẽ góp phần để cho các bạn ý tiến bộ và cũng giúp cho gia đình giảm đi bớt phần nào gánh nặng là về con bị như thế ạ. Các giáo viên của trung tâm hiện đang áp dụng phương pháp phân tích hành vi gọi tắt là APA để can thiệp, trị liệu cho trẻ tự kỷ. Đây là một phương pháp tiếp cận khoa học nhằm hiểu rõ hành vi của một chủ thể với mục tiêu sử dụng phương pháp phân tích hành vi và dựa trên các kết quả nghiên cứu để thay đổi tích cực các hành vi quan trọng, có ý nghĩa xã hội, góp phần cải thiện nhiều mặt của trẻ tự kỷ như nhận thức, quan hệ xã hội, ngôn ngữ và tự phục vụ. Chúng tôi thấy rằng là ở trên địa bàn tỉnh thì có rất nhiều những cái trẻ bị mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ, tăng động giảm chú ý hay chậm ngôn ngữ. Và đặc biệt là phụ huynh thì có rất nhiều người còn có những cái nhận thức hạn chế về đối tượng trẻ này. Nên là chúng tôi quyết định thành lập cái trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập để mà giúp các em có một cái môi trường học tập hòa nhập để sau này các em có thể ra hòa nhập môi trường bên ngoài. Số lượng trẻ mắc chứng tự kỷ ngày càng tăng mà chưa có giải pháp để cải thiện triệt để chứng tật này. Ngoài việc nỗ lực giúp trẻ tăng cường các kỹ năng sống và kỹ năng độc lập, hiện tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập Thiên Thần Nhỏ cũng đang nỗ lực kết nối với các nhà hảo tâm để hỗ trợ các trẻ tự kỷ có hoàn cảnh gia đình khó khăn để giúp các em bớt khó khăn trong cuộc sống. Thưa quý vị, câu chuyện về ngôi nhà thứ hai cho trẻ tự kỷ ở Ninh Bình trong chuyên mục Chuyện Ngày Mới cũng đã khép lại chương trình 24 giờ chuyển động hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng chương trình. Chương trình sẽ được phát lại vào lúc 22 giờ và 6 giờ sáng hôm sau. Đồng thời quý vị cũng có thể xem lại chương trình 24 giờ chuyển động trên kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Còn bây giờ Thiên Phước và Kim Quý kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.